Hoàng Tiến xin kính chào toàn thể các bác ạ. Buổi tối của ngày 25 thì em lại đang có mặt tại showroom trưng bày. Và tại showroom trưng bày tối ngày hôm nay thì em xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng thân mến là một tấm chiếu cẩm hồng các bác nhé. Tấm chiếu cẩm hồng ngày hôm nay bên em mới được hoàn thiện xong và đưa vào cửa hàng. Em phải nhanh chóng và khẩn trương giới thiệu đến toàn thể các bác ngay. Hàng bên công ty thì gia công sản xuất liên tục và ngày nào cũng có siêu phẩm mới ra lò. Nên là bác nào quan tâm cứ mạnh dạn liên hệ đến công ty. Bên em đang xẻ gối hàng rất là nhiều với những cái mặt hàng như là hương, lim, cẩm hồng. Rất là nhiều đa dạng các kích cỡ cho toàn thể các bác đây ạ. Chiếu một tấm này, chiếu hai tấm này. Và có nhận đặt hàng theo yêu cầu những cái bộ bàn ghế sofa hệ đời mới này. Hoặc những cái bộ kệ tivi hàng nguyên khối, nguyên tấm các bác nhá. Và không để các bác chờ đợi lâu thì em xin trân trọng đến toàn thể các bác khách hàng một tấm chiếu cẩm hồng có chiều dài như sau. Chiều dài là 4m55, rộng gốc là 2m10, rộng ngọn là 1m76, có độ dày là 20cm. Dài lên tới 4m55 là cũng khá là dài. Mình ngồi được 4 mâm rất là thoải mái các bác ạ. Mà với lại là nắng nóng tới nơi rồi, các bác nên sắm vào những cái không gian nhà mình một cái tấm chiếu mà nó mang lại giá trị mai sau này. Đấy. Nói chung là nếu mà chơi cái đồ gỗ trong nhà thì nó cũng là một trong những cái vật dụng mà mang lại phong thủy, may mắn, tài lộc cho gia đình nhà mình đấy ạ. Và ngoài cái phong thủy ra thì nó còn gọi là một cái giống như là mình mua, mình chơi trong nhà. Nhưng mà nó vừa toát lên được cái vẻ đẹp từ thiên nhiên này, vừa toát lên được cái sự sang chảnh này, cái sự đẳng cấp của gia đình. Mà ngoài ra thì để càng lâu cái mặt hàng nguyên khối này các bác chơi càng lâu thì giá trị nó càng cao. Vì hiện tại giống như ở Việt Nam hoặc Lào, người ta khai thác càng nhiều thì cái giá trị, hoặc là khai thác càng nhiều những cây to thì hiện tại bây giờ thì chỉ còn những cây vanh bé thôi. Và rừng rậm đất nước Nam Phi cũng vậy, chỉ 1-2 năm tới nữa thôi thì những cái cây như là cẩm hồng và đường kính lớn sẽ ít đi. Và có thời điểm hiện tại bây giờ nó cũng ít rồi. Ít khi những cái cây mà nó đường kính 2m, 2m2 là nó rất là hiếm luôn rồi các bác ạ. Và với những các cái mặt hàng như là chiếu cẩm hồng này, hoặc là chiếu hương này. Chiếu hương thì riêng cái dòng hương Ecop đỏ, Ecop Meyer bên công ty em thì nói thật với các bác là nó đa hệ kích thước luôn. Đấy. Kích thước nó lên tới những đường kính của nó lên tới những 3,5m cơ, 3,6m hoặc là 3m này, 2,5m, 2,8m này, nó đầy đủ các kích cỡ luôn. Nhưng mà nói về dòng cẩm hồng, nói cái từ cẩm thôi là mình đã thấy giá trị rồi đúng không ạ? Nói về dòng cẩm hồng thì đường kính mà từ 2,1m đổ về, nói chung là từ 1m9, 2m thôi là đã thấy hiếm luôn rồi. Đúng không ạ? Đấy, bác nào sành gỗ hoặc bác nào đã trải nghiệm rồi, hoặc bác nào đang quan tâm thì đi hỏi tất cả các cái thị trường gỗ bây giờ. Những cái tấm chiếu cẩm hồng mà rộng 1m9, 2m, 2m1 rất là hiếm luôn các bác ạ. Và hàng bên công ty tấm này không phải là tấm duy nhất, mà bên em còn có rất là nhiều các cái mặt hàng tiếp theo. Nên là không gian nhà bác nào chim ưng và vừa vặn với cái tấm chiếu ngày hôm nay. Dài 4m55 này, rộng gốc là 2m10, rộng ngọn là 1m76, có độ dày là 20cm. Giá thành cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. Các bác nhanh tay liên hệ đến công ty đi ạ. Các bác có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline ở trên bài đăng giúp em nhé. Với cái tấm chiếu cẩm hồng này, nhìn các bác nhìn giúp em nhé. Tấm chiếu cẩm hồng vân veo thì quá là đẳng cấp luôn. Riêng cái dòng cẩm hồng mà nói vân của nó thì không ai theo được. Vì vân của nó vân sọc, nhưng mà nó vân sọc đều. Vân sọc đều gọi là vân sọc kín mặt luôn. Đấy. Và kèm theo đấy mà nhìn nó rất là nhẹ nhàng, bồng bềnh mà kiểu mà nó bay bay nhá, nhìn nó rất là đẹp các bác. Các bác tưởng tượng giống một con ngựa vằn, mình nhìn mình cứ muốn nhìn mãi thôi. Đấy, vì nó là tự nhiên, đấy, nó là tự nhiên cho nên mình nhìn mình rất là thích. Đấy các bác ạ. Và như tấm chiếu này cũng vậy. Vân veo hai bên thì cạnh sườn hai bên thì vân nó cũng rất là đều, nó rất là đẹp. Đó là cái nét đẹp từ thiên nhiên. Đấy. Và hiện nay thì mặt hàng này đã hoàn thiện rồi và đang có mặt tại cửa hàng của Hoàng Anh Tiến. Bác nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ đến các số hotline sau: 0977 999 000 hoặc 0888 888 836,
Các quý khách hàng có thể đến tại công ty để kiểm định xem là em Hồng nói có đúng không các bác nhá. Các bác cứ đến ghé qua là đường tránh thành phố cầu Sông Tàu. Ta phải đến trực tiếp và là tai nghe mắt thấy mà tay sờ đúng không ạ? Đấy, đến trực tiếp xem hàng cho em nhá. Phản Ngựa Hóa Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.